Ủa, bữa em bán anh cái ổ khóa này, sao giờ ổ khóa này là sao? À, dòng này là cái dòng nó nâng cấp hơn anh ơi. Ổ khóa này dặn chụp mà có báo động còi hú kêu to luôn. Nhớ con khóa này xài độ an toàn nó rất là cao luôn nha. Khóa thường mình xài như thế này nè, thì thằng trộm nó vào nó cắt trực tiếp càng khóa hoặc là nó cưa trực tiếp cái cửa luôn là mở ra dễ dàng luôn. Giờ vô đồ nãy đã có phiên bản ổ khóa chụp vào trong bát cửa mà nó dặn hú luôn nên độ an toàn cao hơn nhiều. Cái này khi khóa nó sẽ chụp như thế này che luôn bát cửa và càng khóa lại luôn nè. Cầu ngang nó xuyên qua cái lỗ của bát cửa nó khóa lại, còn bát cửa nó nằm luôn trong lòng ổ khóa như thế này. Thì khi khóa mình sẽ có hai chế độ cho mình lựa chọn nha. Cầm chìa khóa quay mà nghe. Một tiếng bíp là chế độ động nè. Hai tiếng bíp là chế độ bình thường. Chế độ bình thường thì mọi người khóa như thế này đẩy cầu ngang qua khóa lại nó không kêu không hú. Còn chế độ hú là mình cầm cái chìa khóa mình quay mình chỉnh. Một tiếng bíp đồ khóa vào đẩy cầu ngang qua khóa lại nha. Đó, khóa như thế này 3 giây sau nó kêu một tiếng bíp lên báo hiệu chế độ báo động đã được kích hoạt. Trời mới đụng vào ổ khóa hoặc là đụng vào cửa nó sẽ kêu lên bằng 5 tiếng cảnh báo nè. Chạm nhẹ một lần nữa thôi. Hú rất to trong vòng 10 giây. Đó, cái con khóa kia là nó chụp nhưng mà nó không kêu, không hú. Còn con này nó kêu, nó hú lớn lên, độ an toàn nó cao. Che hết bát cửa và càng khóa lại luôn. Chống kìm cộng lực, chống kìm thủy lực, chống xà beng nại ổ khóa luôn nên độ an toàn rất là cao. Và khóa này nó nâng cấp lên là lõi vàng đồng và thép không rỉ cho toàn bộ thân khóa, để được ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng, không sợ rỉ sét. Đặc biệt là cái dòng này chìa, chìa nâng cấp lên luôn. Nó là dạng chìa 18 lúc khóa chìa, chống đoạn, chống chìa này rất là tốt cho mình. Cái này mọi người đi làm chìa thì nó sẽ khó làm hơn những dòng chìa thường. Thì càng khó làm chìa thằng trộm nó sẽ khó chế chìa năng ra mở hơn, độ an toàn nó cao hơn. Hai bên nó có 14 cái rãnh răng cưa, ở giữa nó có hai rãnh chồng lên nhau cho một bên. Một cái rãnh dọc như này chồng thêm một cái rãnh xiết lên trên. Đối xứng hai mặt nó đều như vậy luôn, một cái rãnh dọc chồng thêm một cái rãnh xiết lên trên. Ở giữa không thôi là 4 rãnh, hai bên 14 lớp khóa, tổng 18 lớp chìa, chống đoạn, chống chìa năng cho mình. Và dòng khóa này á nó sẽ dùng pin cúc áo nhỏ như thế này. Nên là bo mạch nó kín, nước mưa nước đồ nó vào vô tư, không sợ bị cháy mạch tới cội hú. Và có bảo hành cho mình trong vòng 1 năm. Mọi người có nhu cầu mua hàng bấm vào giỏ hàng sang cho em nha. Kênh ổ khóa Euro OXI. Nếu thấy hay thì mọi người cho em xin một like, một follow nha mọi người, để em có động lực làm thêm những clip mới, những sản phẩm mới cho mình nha.